to 100% quant. Usually pushing anything past that's not really worth it. One, because of diminishing returns, and two, you're probably sacrificing way too much player power to reach that much quant. Also, you have stuff like a quant, you know, Avengers Gamble, which is, you know, free essentially. So yeah, with that in mind, when building your character, you usually want to reach like this, you know, I would say. ก็แต่งอะไรนะจำดีฮะไต่เลยไต่ดีไปไต่เลยไต่เลยHow jacket có cái dòng lửa mày đi á xong nổ xác. Ủa đặt bơm chứ. Plan bơm ta để ta lấy cái bill cho mày coi. Okay. Nè nó bill á bây giờ sản phẩm Bali rồi tới cục kích nữa rồi. Rồi má táp ra mẹ coi phim coi được bộ phim set sắp vô lại là vừa. Đúng, divide à.
Má cái khiên, cái khiên nó cứng mà sao máu nó yếu vậy ta? Gì vậy? Thế nên nó để làm gì? Là sao? Thật gì? Thật đó thật gì? Thật bò. Ô gô đâu. Hình như cái build này tụi nó cũng... Tao thấy tụi nó build cũng nhiều mà. Cái build của thằng Yuchi đang lên nè. Tao thấy trên group tụi nó lên nhiều mà. Cái đinh là sao nữa? Ủa nữa. Là sao? Là nó sao chép lại cái đó hả? Chọn tiêu 16 không dành cho em. Theo 100 gửi đầy được rồi, quay xe. Mày cũng đâu đánh boss đâu, đi tìm chi, lấy 100 gửi đi xong đi ra là vừa rồi. Giờ đi sửa giờ cái tí nữa ra cái độ má tình sao bóc mỏ luôn. Mẹ chết, chết hết ba mạng.
nuôi lại cho nó trở thành nguyên một nhóm vậy thôi hả? Là gọi kêu là ôi à, biết hả? À giờ chỉ có chạy Atlas thôi ông ấy. Mua map lâu bỏ sự. Nó còn có mười mấy điểm nữa xong rồi. Muốn giờ đi cũng được mà đậu xanh chịu thiệt xíu. Còn có mười mấy điểm nữa là xong rồi. Đấy là chịu thiệt, không có rớp nhiều á. Không có nhiều con đen á. Hỏi xe.